Đường xưa mây trắng, tác giả Nhất Hạnh, người đọc Chiếu Thành. Cuốn 1, chương 77. Sinh tử là hoa đốm giữa hư không. Mùa an cư hoàn mãn, Phật cùng Ananda đi hành hóa khắp nơi trong xứ Ma Kiệt Đà. Những chốn non xanh nước biếc Phật đều có tới, nhưng không có nơi nào người không dừng lại để thăm viếng các trung tâm tu học, để dạy dỗ và sách lệ các vị khất sĩ và nói pháp thoại cho giới cư sĩ. Đại đức Ananda thường được Phật chỉ cho thấy những cảnh tượng đẹp đẽ. Đại đức vốn ít để ý đến phong cảnh vì tâm trí mãi lo cho Phật. Phật biết như thế nên thường nhắc thầy. Đại đức nhớ lại trong suốt gần 20 năm làm thị giả cho Phật, Phật đã chỉ cho thầy xem biết bao nhiêu là cảnh đẹp. Người hay nói: "Nhìn đi, Ananda, núi thú đẹp biết bao, khả ái biết bao." "Này Ananda, đồng sắc Tapani đẹp quá." "Này Ananda, trúc lâm tu viện dễ thương biết bao." Có một lần đứng trên đồi, Phật đã chỉ cho Ananda thấy những thửa ruộng chín vàng bao bọc bởi những bờ cỏ xanh. Người khen cảnh ấy đẹp và bảo đại đức nên phỏng theo mô thức ấy để may áo phước điền Sanhati cho các vị khất sĩ. Ananda thấy rõ ràng khoa Phật là người tu biết thưởng thức những gì hay và đẹp, nhưng không chướng mắt vào bất cứ một cái đẹp hay một cái xấu nào. Mùa mưa năm sau, Phật về tu viện kỳ viên an cư. Vua Basenadi đi du hành mãi tới giữa mùa an cư mới về. Về tới kinh đô, biết Phật hiện đang an cư, vua liền đến thăm Phật. Vua nói với Phật là vì tuổi đã lớn, vua không ưa ở hoài trong cung điện. Vua ưa đi đây đi đó để thấy được những cảnh đẹp của thiên nhiên. Giao công việc cho các quan đại thần, vua đi rong chơi, đem theo một đoàn tỳ tùng nhỏ. Không những vua đi du ngoạn ở những nơi trong nước, vua còn đi rong chơi ở các nước ngoài. Không phải với tư cách một vị quốc vương cần phải được đón tiếp theo quốc lễ, mà với tư cách một kẻ hành hương, vua đi dạo chơi mà cũng như để thực tập thiền hành. Bỏ ra ngoài mọi ưu tư, vua bước từng bước thanh thản và chú ý đến cảnh vật. Vua nói những cuộc du ngoạn như vậy làm ấm lòng vua. "Thế Tôn, trẫm năm nay đã 78 tuổi." "Thế Tôn cũng vậy. Trẫm nghe nói Thế Tôn gần đây cũng ưa đi du sơn ngoạn thủy. Trẫm cũng đã lớn tuổi như Thế Tôn, nhưng trẫm không làm được ích lợi gì cho ai. Còn Thế Tôn thì đi đâu cũng dạy dỗ và hướng dẫn cho mọi người tu học. Thế Tôn đến đâu là như mặt trời chiếu sáng đến đó." Rồi vua tâm sự với Phật về một nỗi đau thầm kín của vua. Số là trong một cuộc âm mưu đảo chánh xảy ra tại kinh đô 7 năm về trước, vua đã kết tội lầm một vị tổng tư lệnh quân đội hoàng gia là tướng Bandula và đã xử tử ông. Mấy năm sau, vua mới biết là mình lầm. Vua hối hận lắm. Vua đã tìm mọi cách để phục hồi danh dự cho tướng Bandula và đã bồi thường cho gia đình ông. Vua cũng đã cất nhắc cháu của ông là tướng Karajana lên chức tổng tư lệnh quân đội hoàng gia. Có Phật an cư tại thủ đô, vua đến tu viện kỳ viên hầu như mỗi ngày để hoặc nghe thuyết pháp, hoặc tham dự vào những cuộc pháp đàm, hoặc được ngồi im lặng với Phật. Mãn mùa an cư, Phật lại lên đường du hóa và vua cũng cùng đoàn tùy tùng của vua rong chơi khắp chốn, gọi là đi tuần thú. Năm sau, cuối mùa an cư, Phật đi lên xứ Kuru. Sau khi ở đó 2 tháng, Phật lại theo bờ sông đi xuống Câu Tắc La, về Ba La Nại, ghé Tỳ Xá Ly, rồi lại đi lên miền Bắc. Một hôm nọ,
đang cư trú hành đạo tại quận lỵ Medanupa, một quận lỵ nhỏ trong vương quốc Thích Ca, quê hương của mình, Phật tình cờ gặp vua Pasenadi. Lần này vua đi du hành có đem theo thái tử Vedudatta và tướng Karajana theo. Vua muốn làm vua lòng vì cận thần, mà ngày xưa vì lỗi lầm vua đã kết tội một cách oan uổng người bác của ông ta. Đang đi du sơn ngoạn thủy, vua chợt nhớ Phật và hỏi thăm không biết Phật hiện giờ ở đâu. Người ta cho vua biết là Phật đang hành đạo ở quận Medalumpa. Medalumpa chỉ cách Nagaraka nơi vua đang du ngoạn chỉ chừng nửa ngày đường. Mừng quá, vua bảo Karajana thắng xe đưa vua tới thăm Phật. Đoàn tùy tùng của vua chỉ đem theo có 4 chiếc xe. Tới Medalumpa, vua hỏi thăm và biết được Phật đang cư trú trong công viên quận lỵ. Xa giá của vua đậu lại ngoài cổng, để đoàn tùy tùng ở lại bên ngoài. Vua bảo tướng Karajana cùng đi với vua vào công viên. Thấy bóng các vị khất sĩ áo vàng qua lại, vua tìm tới một vị gần nhất và hỏi thăm Phật ở đâu. Vị khất sĩ chỉ cho vua một ngôi nhà ẩn dưới bóng cây, bóng lá và nói: "Tâu hoàng thượng, Phật đang ở trong ngôi nhà đó, cửa đóng, nhưng hoàng thượng cứ thông thả đi tới, rồi hoàng thượng ho lên 1 tiếng và gõ 2 tiếng, thế nào Đức Thế Tôn cũng mở cửa và rước hoàng thượng vào." Vua cởi thanh gươm và tháo dương miệng xuống trao cho vị tướng lãnh, bảo ông ta trở lại với đoàn tùy tùng để đợi mình. Rồi vua một mình tiến về ngôi nhà nơi Phật ở. Tới trước cửa, vua đằng hắn và ho lên 1 tiếng. Chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở. Phật mừng khi thấy vua, người cầm tay dắt vua vào trong nhà. Hai đại đức Ananda và Xá Lợi Phất hiện có mặt để hầu chuyện với Phật trong tịnh thất, cũng đứng dậy chào đón vua. Phật mời vua ngồi trên 1 chiếc ghế, rồi tự mình ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện. Hai vị đại đức đứng hầu sau lưng Phật. Vừa ngồi xuống, vua đã đứng dậy. Vua lạy xuống dưới đất và ôm hôn 2 bàn chân của Phật. Vua quỳ trong tư thế ấy thật lâu, hai tay vuốt ve 2 bàn chân của Phật, miệng nói: "Thế Tôn, trẫm là Pasenadi, vua nước Câu Tác Ra. Trẫm xin kính làm lễ Thế Tôn. Trẫm là Pasenadi, vua nước Câu Tác La. Trẫm xin kính làm lễ Thế Tôn." Phật đỡ vua dậy, người mời vua ngồi lại 1 lần nữa xuống ghế. Rồi người nói: "Đại vương, sau nay đại vương lại lễ lạy cung kính quá đáng như thế, chúng ta không phải là một đôi bạn thân thiết hay sao?" Vua nói: "Thế Tôn, con có 1 vài điều mà con muốn tự miệng con nói ra để Thế Tôn nghe, con sợ không có dịp." Phật dịu dàng: "Điều gì? Xin đại vương cứ nói." "Thế Tôn, con hoàn toàn tin tưởng nơi Thế Tôn bậc toàn giác. Con hoàn toàn tin tưởng nơi giáo pháp của Phật và nơi giáo đoàn khất sĩ của người. Con đã từng thấy và gặp gỡ những tu sĩ Bà La Môn và các đạo sĩ các giáo phái. Họ có thể tu hành đứng đắn, có khi được 10, 20, 30 hay 40 năm. Nhưng sau đó con lại thấy họ bỏ cuộc và đi vào nếp sống ngũ dục. Ở trong đạo pháp của Thế Tôn, con thấy các vị khất sĩ hầu hết đều tu phạm hạnh cho đến trọn đời. Thế Tôn, con từng thấy vua chúa chống đối vua chúa, tướng sĩ âm mưu chống tướng sĩ, Bà La Môn chống Bà La Môn, vợ cãi cọ với chồng, con cãi cọ với cha, anh cãi cọ với em, bè bạn cãi cọ với bè bạn. Nhưng ở đây, con thấy các vị khất sĩ sống trong hòa kính, an vui, hợp nhau như nước với sữa. Con không thấy ở đâu có được cái thương yêu và hòa điệu đó như trong giáo đoàn của người. Thế Tôn, khắp nơi con đã từng thấy giới đạo sĩ dáng điệu khắc khổ, mặt mày ủ rũ, âu sầu và lo lắng. Nhưng ở đây, các vị khất sĩ luôn luôn tỉnh táo, tươi cười, vui vẻ, thông dong và tươi mát. Thế Tôn, điều đó khiến con càng tin tưởng nơi Thế Tôn và giáo pháp của người. Thế Tôn,
con là vua thuộc dòng dõi chiến sĩ, con có quyền ra lệnh chém đầu hoặc giam cầm hoặc trừng phạt bất cứ ai nếu con muốn. Vậy mà khi con ngồi trong một buổi họp, thiên hạ vẫn dám cướp lời con. Dù con có nói quý vị không được cướp lời trẫm, họ cũng vẫn quên và cướp lời con như thường, không đợi đến khi con phát biểu hết ý kiến. Vậy mà con thấy ở đây trong giáo đoàn người, có khi có cả ngàn vị khất sĩ ngồi nghe Phật nói mà con không nghe thấy một tiếng động nhỏ, dù là tiếng tằng hắng hay tiếng sột soạt của y áo. Đừng nói có ai dám cướp lời Phật. Thế Tôn, con nghĩ thật là mầu nhiệm. Phật chẳng cần quyền uy, chẳng cần gươm giáo, chẳng cần trừng phạt gì mà người ta kính yêu Phật một cách tuyệt đối. Thế Tôn, điều này cũng làm cho con càng tin tưởng ở Thế Tôn và giáo pháp của người. Con đã từng thấy và nghe giới trí thức và giới học giả lực danh bàn bạc với nhau để soạn sẵn những câu hỏi bí hiểm có thể làm cho Phật lúng túng. Nhưng đến khi gặp Thế Tôn và nghe Thế Tôn thuyết pháp, họ cứ há miệng ra nghe, để rồi tất cả đều bị Thế Tôn chinh phục, đến nỗi không có cơ hội và thì giờ để hỏi những câu hỏi hóc búa của họ. Những câu hỏi mà sau cuộc gặp gỡ với Thế Tôn, họ thấy là ngây thơ. Thế Tôn, điều này cũng là điều làm cho con càng thêm tin tưởng nơi Thế Tôn và giáo pháp của người. Thế Tôn, con nhớ là con từng có hai người thợ mộc rất khéo tay tên là Asidatta và Burana. Họ thường làm việc trong cung điện, và con là người cung cấp lương bổng cho họ. Thế mà họ đâu có thương kính con bằng thương kính Thế Tôn. Có lần con đem họ đi theo trong một chuyến hành tẩu phương xa, và đêm đó vì mưa gió mà cả vua cả tôi đều phải ngủ trong một chiếc liều tranh nhỏ bé. Gần suốt đêm, hai người thợ mộc của con ngồi trao đổi với nhau về giáo pháp học được của Thế Tôn, và khi họ mỏi mệt, họ nằm xuống ngủ, đầu hướng về phía núi Linh Thú và chân họ lại xoay về phía con. Thế Tôn có cho họ lương bổng gì đâu, vậy mà họ quý kính Thế Tôn hơn con nhiều lắm lắm. Thế Tôn, điều này khiến con lại càng tin tưởng nơi Thế Tôn và giáo pháp của người. Thế Tôn, người thuộc về giai cấp vua chúa, con cũng thuộc về giai cấp vua chúa. Người năm nay đã 79, con năm nay cũng đã 79. Vì vậy con nghĩ đây là cơ hội quý báu để con tỏ lòng quy kính Phật hết mức, và để con bày tỏ niềm tri kỷ giữa con và Phật. Bây giờ con xin tự tạ Phật để con đi. Đại Dương, Đại Dương hãy trân trọng giữ gìn sức khỏe. Và Phật đứng dậy đưa tiễn vua ra cửa. Lúc Phật trở vào, hai đại đức Ananda và Xá Lợi Phất đứng dậy chắp tay im lặng. Hai đại đức đã chứng kiến từ đầu đến cuối buổi gặp gỡ này giữa Phật và vua. Phật nói: Xá Lợi Phất và Ananda, quốc vương Basenadi đã nói những lời chân thành nhất của quốc vương đối với Tam Bảo. Các thầy nên ghi nhớ lấy để làm vững mạnh thêm đức tin của những người hậu học. Tháng sau, Phật lên đường về miền Nam. Đi chừng nửa tháng, người về đến núi Linh Thú. Về tới núi Linh Thú, Phật nhận được hai tin buồn cùng một lúc. Vua Basenadi đã băng hà, và đại đức Mục Kiền Liên đã bị những người thuộc giáo phái Lõa Hình ám sát ngay tại cổng tu viện Trúc Lâm. Quốc vương Basenadi đã băng không phải ở thủ đô Xá Vệ mà ở Dương Xá, trong một tình trạng không được xứng đáng lắm đối với một người như vua. Theo tin tức nhận được thì sau cuộc viếng thăm Phật ở quận lỵ Medalumpa, vua đã trở ra với đoàn tùy tùng. Nhưng khi ra tới cổng, vua chỉ còn thấy có một chiếc xe và một người cung phi ở lại. Hỏi ra thì ba chiếc xe kia đã trở về Xá Vệ với sự cưỡng ép của tướng Karajana, đem theo dương miệng ấn tín và thanh gươm báo của vua. Karajana bảo thái tử Vidudapa phải trở về ngay Xá Vệ để lên ngôi vua,
đừng để một người quá già yếu ngồi trên ngai vàng mãi mãi. Thái tử dùng dần chưa chịu, thì Karajana dọa rằng nếu thái tử không chịu về làm vua, ông ta sẽ về kinh tuyên bố đảo chánh và tự xưng vương. Dưới áp lực ấy, thái tử Vidudaba đã phải tuân lệnh. Vua quyết định đi về thành Dương Xá để cầu viện với cháu là quốc vương A Xà Thế. Suốt quãng đường dài, vua chỉ uống nước mà không ăn gì được. Về tới Dương Xá thì trời đã khuya và cửa thành đã đóng. Vua phải vào nghỉ đêm trong một trạm nghỉ công cộng. Đêm ấy, vua lên cơn bạo bệnh và chết trong tay vị cung phi già. Người cung phi này than khóc như mưa như gió cho số phận của vị hoàng đế. Sáng ngày, sau khi hay tin, vua A Xà Thế vội vã cho rước long thể vào cung và ra lệnh tổ chức một lễ quốc tang long trọng cho người bác của mình. Tang lễ hoàn mãn, vua định cử binh trị tội quốc vương Vidudaba, nhưng vua đã bị y sĩ Kỳ Bà can ngăn. Kỳ Bà nói rằng dù sao quốc vương Basenadi cũng đã băng hà, và vua mới bên nước Câu Tác La cũng là anh em cô cậu của vua, có cử binh đi chinh phạt cũng không đưa đến được một giải pháp nào khác. Nghe lời Kỳ Bà, vua đã cử sứ thần qua Xá Vệ để thừa nhận quốc vương mới. Đại đức Mục Kiền Liên là vị đại đệ tử thứ ba của Phật, đứng sau Kiều Trần Như và Xá Lợi Phất. Đệ tử lớn của Phật có nhiều, nhưng nhiều vị đã tịch trước Phật. Đại đức Kiều Trần Như, thủ lĩnh của năm vị khất sĩ đầu tiên, được nghe Phật thuyết pháp tại vườn Lộc Uyển đã tịch. Đại đức Ca Diếp và hai người em cũng đã tịch. Ni trưởng Maha Pachapati cũng đã viên tịch từ lâu. Ni sư Yayudala và đại đức La Hầu La cũng đã nối tiếp nhau viên tịch. Đại đức La Hầu La viên tịch năm đại đức được 51 tuổi. Đại đức Mục Kiền Liên là một vị đại khất sĩ có rất nhiều dũng khí. Người là kẻ phát ngôn bạo dạn và cương trực nhất của giáo đoàn khất sĩ. Khi cần phải tuyên bố lập trường của giáo đoàn hoặc của giáo pháp, đại đức bao giờ cũng nói thẳng, không khi nào chấp nhận sự thỏa hợp. Cũng vì lý do này mà trong giới ngoại đạo có nhiều kẻ thù ghét đại đức. Hôm ấy, đại đức cùng ra đi với hai vị đệ tử lên đường rất sớm. Bọn sát nhân có dự tính trước, cho nên đã mai phục bên ngoài tu viện. Họ xông ra tấn công khi thấy đại đức. Họ tấn công bằng gậy gộc. Ba thầy trò tay không không thể nào chống lại được họ, vì họ quá đông và cũng vì họ có khí giới trong tay. Hai vị đệ tử bị đánh văng ra ngoài. Họ la lên kêu cứu, nhưng không kịp nữa. Đại đức đã bị bọn bất lương hạ sát. Đại đức hét lên một tiếng vang động cả rừng cây trước khi bị bọn chúng đập xuống những hẻo cuối cùng. Khi các thầy trong tu viện chạy ra thì bọn sát nhân đã tẩu thoát hết. Hai vị đệ tử bị đả thương khá nặng. Khi Phật về tới thì nhục thân của đại đức đã được trà tỳ. Tro xương của đại đức đã được thu góp trong một chiếc bình và đặt sẵn bên ngoài tịnh xá của Phật. Phật hỏi thăm đại đức Xá Lợi Phất. Các thầy cho biết là đại đức Xá Lợi Phất đã đóng cửa am thất từ ngày đại đức Mục Kiền Liên bị ám sát. Ai cũng biết hai vị đại đức này thân với nhau còn hơn anh em ruột, đối với nhau luôn luôn như hình với bóng. Phật chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi tìm đến am thất của Xá Lợi Phất để an ủi đại đức. Đại đức Ananda đi theo người. Đại đức nghĩ rằng thế nào Phật cũng đang buồn. Không buồn sao được khi người mất đi một lần hai vị đệ tử lớn, đó là vua Basenadi và đại đức Mục Kiền Liên. Phật đi an ủi đại đức Xá Lợi Phất, nhưng ai sẽ an ủi Phật? Như để trả lời câu hỏi thầm kín của đại đức Ananda, Phật quay lại nhìn thầy rồi lên tiếng: Ananda, ai cũng nói thầy học nhiều và ghi nhớ nhiều về chánh pháp. Thầy không nên lấy sự học nhiều và nhớ nhiều làm đủ. Chăm sóc cho Như Lai và lo lắng cho giáo đoàn, điều đó tuy cần thiết nhưng cũng không đủ. Thì giờ còn lại có là bao lâu? Thầy phải nỗ lực để vượt thoát sinh tử. Thầy phải bình thản trước sinh tử, thấy sinh tử như những hoa đốm giữa hư không. Đại đức Ananda cúi đầu im lặng.
Ngày hôm sau, Phật xuống núi đến tu viện Trúc Lâm. Người đề nghị vị trí để xây tháp kỷ niệm Đại Đức Mục Kiền Liên và để an trí xá lợi của Đại Đức này. Chương 78. Hai ngàn chiếc áo vàng trên núi Thứ. Một buổi chiều nọ, khi Phật đang đi thiền hành trên triền núi, có hai người dẫn Đại Đức Đề Bà Đạt Đa lên. Đại Đức Đề Bà Đạt Đa ốm nặng đã mấy năm nay, Đại Đức muốn thấy mặt Phật trước khi qua đời. Hai người đang khiêng Đại Đức là hai người trong số sáu đệ tử còn sót lại. Trong thời gian họa bệnh trên núi Tượng Đầu, không mấy ai đến thăm Đại Đức, kể cả những người đã ủng hộ Đại Đức tích cực nhất ngày xưa. Trong suốt thời gian ấy, Đại Đức đã có nhiều cơ hội nghĩ lại về những đắc thất và về giá trị của hành động mình. Được bảo là có Đại Đức Đề Bà Đạt Đa lên và xin được gặp, Phật liền trở về hình thức. Đại Đức Đề Bà Đạt Đa yếu lắm, không ngồi dậy được. Đại Đức cũng không nói được nhiều. Đại Đức chỉ nhìn Phật, cố gắng chắp tay lại. Con về nương tựa Phật. Đại Đức cố gắng lắm mới nói được những tiếng đó. Phật để tay lên trán Đề Bà Đạt Đa và an ủi Đại Đức. Chiều hôm ấy, Đại Đức qua đời. Bấy giờ là mùa nắng, trời trong xanh. Phật đang sắp sửa đi du hành thì có sứ giả của vua A Xà Thế tới. Sứ giả là quan đại thần Vatsakara, một người thuộc giai cấp Bà La Môn. Ông được lệnh vua tới đảnh lễ Phật và cho Phật biết chủ định của vua và triều thần muốn cử binh đi đánh nước Vachi ở phía bắc sông Hằng. Vua muốn được nghe phản ứng của Phật và đã dặn vị đại thần ghi nhớ tất cả những gì Phật sẽ phát biểu về vấn đề này. Trong khi Phật tiếp quan đại thần Vatsakara, Đại Đức Ananda đứng sau lưng Phật và quạt cho người. Phật xoay lại hỏi thầy: Này Đại Đức Ananda, thầy có nghe dân Vachi thường hay hội họp đông đảo để bàn bạc về chính sự không? Đại Đức Ananda đáp: Thế Tôn, con nghe nói dân Vachi rất chuyên cần hội họp và hội họp rất đông đảo để đàm luận về chính sự. Vậy thì nước Vachi vẫn còn cường thịnh. Ananda, thầy có biết khi họ hội họp với nhau, họ có bày tỏ sự hòa hợp, đoàn kết và có một lòng một dạ với nhau không? Bạch Thế Tôn, con nghe nói họ rất hòa hợp và đoàn kết với nhau. Vậy thì chắc chắn nước Vachi vẫn còn cường thịnh. Ananda, dân Vachi có tôn trọng và có sống đúng theo những pháp chế đã được ban hành không? Bạch Thế Tôn, con nghe họ rất tôn trọng những pháp chế đã được ban hành. Vậy thì chắc chắn nước Vachi vẫn còn cường thịnh. Ananda, dân Vachi có còn biết tôn trọng và nghe những lời của bậc tôn trưởng của họ không? Thế Tôn, con nghe họ rất biết tôn trọng và nghe lời những bậc tôn trưởng của họ. Vậy thì nước họ vẫn còn cường thịnh. Đại Đức Ananda, thầy có nghe trong xứ của họ có những vụ bạo động và hãm hiếp không? Bạch Thế Tôn, những vụ bạo động và hãm hiếp ít bao giờ xảy ra ở xứ họ. Vậy thì nước Vachi vẫn còn cường thịnh. Ananda, thầy có nghe dân Vachi còn biết bảo vệ tông miếu của tổ tiên họ không? Bạch Thế Tôn, con nghe họ vẫn còn biết bảo vệ tông miếu của tổ tiên họ. Vậy thì Ananda, nước Vachi vẫn còn cường thịnh. Thầy con nghe là dân Vachi biết tôn kính cúng dường và chịu học hỏi theo các hàng tu sĩ đạt đạo không? Bạch Thế Tôn,
Cho đến ngày nay họ vẫn tôn kính, cúng dường và học hỏi với các vị tu sĩ đạt đạo. A Nan Đà, vậy thì chắc chắn nước Ba Chi vẫn còn cường thịnh, chưa bị suy đồi. A Nan Đà, ngày xưa Như Lai đã từng có dịp chỉ dạy cho giới lãnh đạo ở Ba Chi về bảy yếu tố giữ gìn cho quốc gia không suy thoái, gọi là thất bất thoái pháp. Đó là chuyên cần hội hợp, hòa hợp và đoàn kết, tôn trọng pháp chế đã ban hành, tôn trọng và nghe lời các bậc tôn trưởng, không bạo động và hiếp đáp, biết bảo vệ tông miếu tổ tiên và tôn kính các bậc đạt đạo. A Nan Đà, thì ra họ vẫn còn thi hành bảy phép bất thoái ấy. Như Lai tin rằng quốc gia Ba Chi vẫn còn cường thịnh, chưa bị suy nhược, và do đó Như Lai nghĩ rằng nước Ma Kiệt Đà không thể đánh chiếm được nước họ. Đại thần Vassakara bạch: Thế Tôn, dân Ba Chi chỉ cần thực hành một trong bảy phép đó thì cũng đủ làm cho nước họ cường thịnh rồi, huống hồ là họ thực hành cả bảy phép. Thế Tôn, con nghĩ vua A Xà Thế không thể thắng được dân Ba Chi bằng sức mạnh vũ khí đâu. Vua chỉ có thể thắng họ nếu vua gieo được sự chia rẽ trong giới lãnh đạo của họ. Thế Tôn, con xin cảm tạ người, con phải về lo công việc. Sau khi đại thần Vassakara từ giả, Phật than thở với A Nan Đà: Vị đại thần này có nhiều mưu trước lắm. Như Lai ngại là trong tương lai vua A Xà Thế sẽ cử binh đánh chiếm nước Ba Chi. Chiều hôm ấy, Phật nhờ đại đức A Nan Đà đi triệu tập tất cả các vị khất sĩ có mặt ở thủ đô Dương Xá và trong các vùng phụ cận về núi Thướng. Chỉ trong vòng 7 hôm, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ trong vùng đã quy tụ về đầy đủ. Gần 2.000 vị đã về tới. Màu áo cà sa làm vàng trực cả năm ngọn đồi của linh thú. Đến giờ đại hội, tất cả đều quy tụ về sân trước của giảng đường. Đại chúng được triệu tập đông đủ, Phật từ tịnh thất thông thả đi xuống. Người bước lên pháp tọa cao, đưa mắt nhìn đại chúng, Phật mỉm cười và nói: Các vị khất sĩ, Như Lai sẽ chỉ dạy cho các vị bảy phương pháp để giữ gìn cho chánh pháp và giáo đoàn không bị suy thoái. Các vị hãy lắng nghe. Thứ nhất là các vị nên thường xuyên gặp mặt nhau trong những buổi hội họp đông đủ để học hỏi và luận bàn về chánh pháp. Thứ hai là các vị tới với nhau trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết, và chia tay nhau trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết. Thứ ba là cùng tôn trọng và sống theo giới luật và pháp chế một khi những giới luật và pháp chế ấy đã được ban hành. Thứ tư là biết tôn trọng và vâng lời các bậc trưởng lão có đạo đức và kinh nghiệm trong giáo đoàn. Thứ năm là sống một nếp sống thanh đạm và giản dị, đừng để bị lôi cuốn vào tham dục. Thứ sáu là biết quý đời sống tĩnh mặc. Thứ bảy là biết an trú trong chánh niệm để thực hiện an lạc và giải thoát, làm chỗ nương tựa cho các bạn độc tu. Này các vị khất sĩ, chừng nào mà các vị còn thực hành được bảy điều ấy, gọi là bảy phép bất thối, thì đạo pháp còn hưng thịnh và giáo đoàn không bị suy thoái. Không một yếu tố nào bên ngoài có thể phá hoại được giáo đoàn. Chỉ có những phần tử từ bên trong giáo đoàn mới có thể làm cho giáo đoàn tan rã mà thôi. Các vị khất sĩ, khi con sư tử chúa của mọi loài ở chốn sơn lâm ngã quỷ, không có một loài nào dám đến ăn thịt nó. Chỉ có những con trùng phát sinh từ bên trong thân thể của sư tử mới ăn thịt được sư tử mà thôi. Các vị hãy bảo vệ chánh pháp bằng cách sống theo bảy phép bất thối,
đừng bao giờ tự biến mình thành những con trùng trong thân thể của con sư tử. Sau khi đã chỉ dạy những vị khất sĩ về bảy phép bất thối, Phật dặn các vị khất sĩ đừng nên phí bỏ thì giờ quý báu của mình để la cà nói chuyện phiếm, để ngủ dùi, đừng đánh mất mình trong danh lợi và tham dục, đừng thân cận với những người xấu ác và biến lười, đừng tự mãn với những kiến thức và những trình độ chứng đắc thấp thỏi. Phật nhắc lại giáo lý bảy yếu tố giác ngộ như con đường mà mỗi vị khất sĩ phải đi: yếu tố chánh niệm, yếu tố quán chiếu vạn pháp, yếu tố tinh tiến, yếu tố hỷ lạc, yếu tố nhẹ nhõm, yếu tố định và yếu tố hành xả. Phật lại chỉ dạy về các phép quán vô thường, vô ngã, bất tịnh, buông bỏ, xa lìa tham dục và giải thoát. 2000 vị khất sĩ được sống với Phật trên núi Linh Thú được 10 hôm. Họ cư trú khắp nơi trên 5 ngọn đồi, nơi cột cây, hang đá, am thất, khe suối. Mỗi ngày các vị tụ tập một lần tại sân giảng đường để nghe Phật giảng dạy. Thính chúng ngồi thành nhiều bậc bởi vì sân không đủ rộng để chứa đủ số người. Qua ngày thứ 10, Phật từ giã các vị khất sĩ và khuyên họ xuống núi và trở về trú sở để hành đạo. Chỉ có các vị thường trú ở Linh Thú là còn ở lại mà thôi. Các vị khất sĩ xuống núi rồi, Phật đứng nhìn những chấm núi in trên nền trời. Người bảo đại đức A Nan Đà: ngày mai chúng ta sẽ đi thăm tu viện Trúc Lâm. Sau khi đi thăm tu viện Trúc Lâm, Phật từ giả thủ đô Dương Xá, người hướng về Ambalathika. Ambalathika là khu lâm viên nghỉ mát của vua Tần Bà Sa La, nơi Phật và các vị khất sĩ thường ghé trên đường đi Nalanda. Hai thầy trò Xá Lợi Phất và La Hầu La ngày xưa đã từng cư trú tại đây. Tại Ambalathika, Phật thăm viếng và quỷ lạo các vị khất sĩ. Phật dạy cho họ thêm về giới, định và tuệ. Rời Ambalathika, Phật đi Nalanda. Đoàn khất sĩ đi theo Phật có chừng 100 vị. Các vị đại đức A Nan Đà, Xá Lợi Phất và A Nậu Lâu Đà đi sát bên người. Tới Nalanda, Phật nghỉ ở vườn xoài Pavarika. Sáng ngày hôm sau, đại đức Xá Lợi Phất tới ngôi đền bên Phật một hồi lâu không nói gì. Sau đó, tự nhiên đại đức mở lời: bạch Thế Tôn, con thiết nghĩ trong quá khứ, trong hiện tại và cả trong tương lai, không có một vị đạo sư nào hay một bà la môn nào mà trí tuệ và sự chứng đắc siêu việt hơn Thế Tôn. Phật nói: Xá Lợi Phất, lời nói đó của đại đức quả thật là mạnh bạo, quả thật là một tiếng gầm sư tử. Thầy đã gặp và đã biết tất cả các bậc giác ngộ trong quá khứ, hiện tại và tương lai mà chưa dám nói như thế. Bạch Thế Tôn, làm gì mà con đã gặp được tất cả các bậc giác ngộ trong ba thời? Nhưng có một điều con biết chắc, con sống thân cận với Thế Tôn đã trên 40 năm. Không những con được nghe Thế Tôn dạy dỗ mà con còn được thấy Thế Tôn sống. Nhìn vào Thế Tôn, con biết là Thế Tôn sống thường trực trong tỉnh thức và chánh niệm. Sáu căn được Thế Tôn hộ trì một cách tuyệt hảo, không bao giờ có một vết nhỏ của năm sự ngăn che là tham dục, oán hận, hôn trầm, trạo cử và hoài nghi được nhận thấy trong sinh hoạt hàng ngày của Thế Tôn. Con nghĩ các bậc giác ngộ trong quá khứ, hiện tại và tương lai, khi đạt tới chánh trí, thi trí tuệ và sự chứng đắc cũng chỉ bằng Thế Tôn thôi, chứ làm sao cao hơn được. Tại Nalanda, Phật giảng dạy thêm cho đại chúng ở đây về giới, định, tuệ. Rời Nalanda, Phật đi về Pataligama. Tới Pataligama, Phật và các vị khất sĩ được rất nhiều giới cư sĩ ra đón tiếp và đưa về trú sở của họ. Tại đây,
họ cúng dường cơm nước lên Phật và các vị khất sĩ. Thọ trai xong, Phật thuyết pháp. Sáng hôm sau, trước khi Phật lên đường, Đại Đức Xá Lợi Phất đến từ Giả Người. Đại Đức được tin bà mẹ của Đại Đức đang bị ốm nặng, và Đại Đức muốn về thăm mẹ. Mẹ của Đại Đức năm nay đã trên 100 tuổi. Phật và các vị khất sĩ ra tiễn Đại Đức Xá Lợi Phất về quê. Đại Đức lại tạ Phật 3 lần và cùng với chú Sa Di Kunda đi ngược về miền Nam, hướng về Na La. Lúc Phật và đoàn khất sĩ ra tới cửa thành thì có 2 vị đại thần xứ Ma Kiệt Đà là Sannida và Vatsakara tới trình diện. Họ là những người được vua A Xà Thế phái tới nghiên cứu xây dựng đô thị Pataligama thành một đô thị lớn. Các vị đại thần bạch: cổng thành mà Thế Tôn và các vị khất sĩ sắp đi qua để rời khỏi thành phố, chúng con sẽ đặt tên là cổng Cồ Đàm. Chúng con cũng sẽ đi theo để tiễn đưa Phật. Bến đò mà người và chư vị khất sĩ tới để vượt qua sông Hằng, chúng con cũng sẽ đặt tên bến đò là bến đò Cồ Đàm. Sông Hằng nước đầy cho đến nỗi một con quạ đứng trên bờ sông có thể chúi mỏ xuống sông để uống nước được. 5 chiếc đò ngang chở Phật và các thầy sang sông một lượt. Ra đến giữa dòng, Đại Đức A Nan Đà tìm lối bước tới gần Phật và rón rén ngồi xuống bên người. Phật đang nhìn xuống nước, Đại Đức A Nan Đà đưa mắt nhìn dòng sông mênh mang, rồi chuyển cái nhìn về bên kia bờ. Đại Đức nhớ năm xưa, cách đây đã trên 25 năm, có lần dân chúng Tỳ Xá Ly đã kéo nhau ra tận bờ sông để đón Phật, đông có đến mấy vạn người. Năm ấy tại Tỳ Xá Ly có dịch hạch lan tràn, người lớn và trẻ em chết như rạ. Những ông thầy thuốc giỏi nhất trong xứ đã chịu bó tay. Lễ đàn được thiết lập liên tiếp để cúng tế và cầu nguyện, nhưng cũng không đem lại hiệu quả nào. Cuối cùng, dân chúng trong thành nghĩ đến việc đi cầu cứu với Phật. Quan tổng trấn Tomara được chỉ định đích thân qua tận Dương Xá để tỉnh Phật về Tỳ Xá Ly, ước mong đạo đức của người có thể chuyển đổi được tình trạng. Phật đã nhận lời thỉnh cầu. Vua Tần Bà Sa La, hoàng hậu và các vị đại thần cùng dân chúng đi tiễn Phật tới tận bờ sông Hằng. Bên kia sông, dân chúng Tỳ Xá Ly đã tụ tập đông nghịch. Họ thiết lập nghinh môn, lễ đài, treo cờ và kết hoa đầy cả bờ sông. Khi thuyền của Phật qua tới, dân chúng hò reo vang dậy, nhã nhạc nổi lên vang lừng. Hôm đó đi phụ tá cho Phật, ngoài các vị đại đệ tử lớn còn có y sĩ Kỳ Bà. Dân chúng đón tiếp Phật như đón tiếp một vị cứu tinh của họ. Phật vừa đặt chân lên đất liền thì sấm chớp bỗng nổi dậy và trời mưa xuống một trận mưa rất lớn. Đây là trận mưa đầu tiên sau nhiều tháng ngày nắng cháy và hạn hán. Dân chúng mừng rỡ, nhảy múa, reo mừng và ca hát ngay với cơn mưa. Cơn mưa đem lại sự mát mẻ và hy vọng cho cả xứ. Phật và các vị khất sĩ đã được dân chúng rước về trung tâm thành phố. Tại công viên, Phật đã nói về Tam Bảo như 3 viên ngọc quý, nơi nương tựa vững chãi của mỗi người. Sau đó, Phật và các vị đại đức được rước về tu viện Trùng Cát ở Mahavana. Kỳ đó, nhờ đức độ của Phật và tài chữa trị của y sĩ Kỳ Bà, dịch hạch đã từ từ được đẩy lui và cuối cùng mất dấu. Năm ấy, Phật đã lưu lại Tỳ Xá Ly gần 6 tháng trước khi lên đường về Xá Vệ. Qua bên kia sông, Phật đi về Kotigama. Các vị khất sĩ tại Kotigama đi đón Phật rất đông. Tại đây, Phật giảng dạy về tứ diệu đế và về tam học là giới, định và tuệ. Sau khi cư trú một thời gian tại Kotigama với các vị khất sĩ, Phật lại ra đi, hướng về Nadika. Đến Nadika, Phật và các vị khất sĩ nghỉ tại một ngôi nhà xây bằng gạch gọi là Vincha Kavasatha. Tại Nadika, Phật nhắc nhở đến những vị đệ tử của người đã mệnh chung tại vùng này. Trong đó có nữ khất sĩ Sundari Nanda, em gái của người, các vị khất sĩ Sanla và Nadika.
Nữ cư sĩ Tu Già Đa ngày xưa đã dâng sữa và thức ăn cho người trước khi người thành đạo, và các cư sĩ Kakuda, Madda, Sapada. Phật nói các vị khất sĩ này cùng khoảng 50 vị khác đã từng sinh sống tại đây đều đã chứng được những quả vị nhập lưu, nhất hoàn và bất hoàn. Nữ khất sĩ Năng Đà đã chứng quả nhất hoàn. Hai vị khất sĩ đã đạt được quả vị A-la-hán. Phật dạy, người tu hành nào vững tin nơi Phật, Pháp và Tăng, nhìn vào tâm ý mình có thể biết được mình đã tham dự vào dòng giải thoát chưa, không cần hỏi đến một người khác. Một hôm khác, Phật lại dạy thêm cho các vị khất sĩ về giới, định và tuệ, thăm viếng và sách tấn đại chúng xong. Phật cùng các vị khất sĩ lên đường đi Tỳ Xá Ly. Tới Tỳ Xá Ly, Phật và đại chúng nghỉ tại vườn sồi của Ampapali. Ngày hôm sau, Phật giảng cho đại chúng về phép quán niệm về bốn lĩnh vực thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Nghe nói Phật đã về vườn sồi của mình, bà Ampapali rất sung sướng, liền vội tới thăm người. Bà thỉnh Phật và chư vị khất sĩ tới thọ trai ngày hôm sau. Ngày mai lại, sau khi Phật và các vị khất sĩ đã thọ trai xong, bà làm lễ dâng khu vườn cho giáo đoàn khất sĩ. Bà cũng xin được xuất gia. Mấy hôm sau, Phật lại giảng cho đại chúng nghe thêm về phép hành trì giới, định và tuệ. Sau khi đã thăm viếng Tỳ Xá Ly, Phật đi tới làng Piluvagamaka ở vùng ngoại ô thành phố. Mùa mưa đã đến, Phật dự định an cư năm nay tại làng Piluva này. Đây là mùa an cư thứ 45 sau ngày Phật thành đạo. Phật nhắn với các vị khất sĩ trong vùng hãy tới an cư ở ven đô thành phố Tỳ Xá Ly, tại những trung tâm có bạn bè, thân quyến hay đàn diệt ủng hộ. Giữa mùa an cư, Phật bị ốm nặng, thân thể người đau đớn vô cùng. Người nằm yên, không hề rên xiết, giữ vững chánh niệm và hơi thở. Mọi người nghĩ rằng Phật sẽ không qua khỏi cơn đau, nhưng không ngờ sau đó Phật vượt thắng được, sức khỏe dần dần trở lại với người. 10 hôm sau, Phật dậy được và ra khỏi phòng, ngồi xuống trên một chiếc ghế kê sát vào tường. Chương 79. Nấm chiên đàn. Đại đức Ananda tới gần Phật, ngồi xuống bên người và bạch nhỏ: Thế Tôn, 40 mấy năm nay con chưa từng thấy người ốm đau nặng nề như kỳ rồi. Hôm Thế Tôn bệnh nặng, con cảm thấy bỗng rụng ra tay chân. Đầu óc của con lúc ấy không được sáng suốt, và con không thấy được sự việc một cách rõ ràng. Hôm đó ai cũng nghĩ rằng Thế Tôn sẽ không qua khỏi, nhưng con tự nói Đức Thế Tôn chưa di chúc gì hết cho giáo đoàn khất sĩ thì Thế Tôn chưa nhập niết bàn đâu. Giờ nghĩ như vậy mà con không đến nỗi nào. Phật nói: Đây Ananda, giáo đoàn khất sĩ còn chờ đợi gì ở Như Lai nữa mà thầy bảo là Như Lai phải để lại di chúc. Chánh pháp đã được Như Lai giảng bày cặn kẽ cho mọi người, có điều gì mà Như Lai còn giấu giếm chưa dạy cho quý vị đâu? Ananda, chỗ nương tựa của giáo đoàn là chánh pháp. Các vị đừng đi tìm một chỗ nương tựa bên ngoài nào khác nữa. Mỗi người phải lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, phải sống theo chánh pháp. Mỗi người phải là một hòn đảo cho chính mình. Ananda, Phật, Pháp và Tăng có sẵn trong mỗi người. Khả năng giác ngộ là Phật, pháp môn tu học là Pháp, những yếu tố hỗ trợ cho sự tu tập là Tăng. Không ai cướp giật Phật, Pháp và Tăng ra khỏi tự thân quý vị được. Dù đất trời có nghiêng ngả, tự tính tam bảo nơi mỗi người vẫn còn nguyên vẹn,
đó là nơi nương tựa an ổn nhất của mỗi người. Vị khất sĩ trở về an trú trong chánh niệm, quán chiếu thân thể, cảm thọ tâm ý và đối tượng tâm ý. Đó là vị khất sĩ đang làm cho hòn đảo của chính mình đang có nơi nương tựa vững chãi nhất. Một người khác, dù là giáo chủ, dù là thượng chủ, dù là thầy mình, cũng vẫn không phải là chỗ nương tựa vững chãi hơn hòn đảo chánh niệm, hơn tự tính tam bảo sẵn có nơi mỗi người. Vào cuối mùa an cư, sức khỏe của Phật đã được hồi phục. Một buổi sáng, chú Tiểu Kunda, vị thị giả của Đại Đức Xá Lợi Phất, tìm tới tịnh thất của Đại Đức Ananda. Chú báo tin thầy của chú, Đại Đức Xá Lợi Phất đã viên tịch tại Na La. Rồi chú trình lên Đại Đức áo cà sa, bình bát và tro xương xá lợi của Đại Đức Xá Lợi Phất. Rồi chú ôm mặt khóc. Đại Đức Ananda cũng òa lên khóc. Kunda kể là Đại Đức Xá Lợi Phất đã về đến Na La thăm mẹ và đã săn sóc bà cho đến khi bà lâm chung. Làm lễ trà tỳ mẹ xong, Đại Đức triệu tập bà con và dân cư trong vùng lại, giảng giải giáo pháp cho họ nghe, làm lễ quy y cho họ và dặn dò hành trì theo chánh pháp. Rồi đêm đó, Đại Đức ngồi lại trong tư thế kiết già và nhập diệt. Trước đó, Đại Đức đã dặn Kunda rằng sau khi Đại Đức viên tịch thì chú phải đem y bát và xá lợi của Đại Đức về trình Phật và xin Phật cho đi theo người. Đại Đức có nói là Đại Đức muốn nhập diệt trước ngài Đức Thế Tôn nhập diệt. Đại Đức Ananda lau nước mắt đứng dậy và cùng chú Tiểu Kunda đi gặp Phật, đem theo cà sa, bình bát và xá lợi của Đại Đức Xá Lợi Phất. Phật lặng yên nhìn cà sa, bình bát và xá lợi của vị đại đệ tử. Người không nói gì trong một lúc lâu, rồi người xoa đầu chú Kunda. Đại Đức Ananda lên tiếng: Lạy Phật, khi con nghe tin sư huynh con đã viên tịch, con thấy bủn rủn cả chân tay và đầu óc con mất hết sáng suốt, con buồn quá. Phật nhìn Đại Đức Ananda: Này Ananda, sư huynh của thầy khi nhập diệt có đem theo đi tất cả giới, định, tuệ và sự giải thoát của thầy đâu? Đại Đức Ananda trần tình: Không phải như thế, bạch Đức Thế Tôn. Con nghĩ đến sư huynh con lúc còn sống đã phục vụ chánh pháp đắc lực như thế nào, đã nâng đỡ anh em chúng con như thế nào, đã dạy dỗ hướng dẫn khích lệ chúng con như thế nào. Bây giờ sư huynh không còn với chúng con nữa, không có hai sư huynh Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, chúng con thấy giáo đồn trống trải một cách lạ kỳ. Các sư huynh không còn đó để hướng dẫn cho chúng con và chống đỡ cho giáo đoàn, chúng con không cảm thấy bơ vơ sao được? Phật dạy: Ananda, Như Lai đã nhiều phen nhắc thầy rằng có sinh thì có diệt, có hội ngộ thì có phân ly. Các pháp hữu vi là như thế, cho nên ta đừng nên kẹt vào các pháp hữu vi. Hãy vượt thoát lên khỏi thế giới của sinh diệt và của tù tán. Ananda, Xá Lợi Phất là một cành cây lớn đã làm xong bổn phận nuôi dưỡng một thân cây hùng mạnh. Cành cây hiện có mặt trong thân cây. Thân cây ấy là giáo đoàn khất sĩ đang tu tập theo giáo pháp giác ngộ. Nếu thầy mở mắt ra mà nhìn, thầy sẽ thấy Xá Lợi Phất trong thầy, trong Như Lai, trong giáo đoàn khất sĩ, trong những người được Xá Lợi Phất giáo hóa, trong chú Tiểu Kunda và trên mọi nẻo đường hành hóa. Mở mắt ra đi Ananda, và thầy sẽ thấy Xá Lợi Phất mọi nơi. Đừng nghĩ là Xá Lợi Phất không còn nữa. Xá Lợi Phất đang còn và sẽ còn mãi mãi với chúng ta. Ananda, Xá Lợi Phất là một vị Bồ Tát, nghĩa là một người đã giác ngộ và biết đem trí tuệ và tình thương của mình đi vào cuộc đời để hóa độ cho những người khác, đưa họ cùng về bến bờ giác ngộ.
Trong giáo đoàn khất sĩ, Xá Lợi Phất đã từng được ca ngợi như người có trí tuệ lớn, và vì thế Xá Lợi Phất sẽ được các thế hệ tương lai tưởng niệm như một vị Bồ Tát đại trí. A Nan Đà, trong giáo đoàn khất sĩ còn có nhiều vị Bồ Tát nữa đang có mặt trong cuộc đời để hóa độ, và những vị này cũng có hạnh nguyện lớn như Xá Lợi Phất. Khất sĩ Puna, nữ khất sĩ Gia Du Đà La, nam cư sĩ Tu Đạt Đa đều là những người có lòng thương lớn và hạnh nguyện lớn, luôn luôn dấn thân vào cuộc đời để cứu giúp chúng sanh, không ngại gian khổ và khó khăn. Đó là những vị Bồ Tát Đại Bi, nữ khất sĩ Gia Du Đà La và cư sĩ Tu Đạt Đa đã viên tịch, nhưng Đại Đức Puna vẫn còn có mặt trong hàng ngũ những vị Bồ Tát đang tinh tiến và dũng mãnh trên con đường hóa độ. Nói đến dũng mãnh, Như Lai nhớ tới Đại Đức Mục Kiền Liên. Đó là một vị Bồ Tát đại dũng, chí khí và can trường rất lớn, ít ai bị kịp. Đại Đức Ca Diếp với nếp sống đơn giản và lành mạnh là một vị Bồ Tát tượng trưng cho hạnh tri túc. Đại Đức A Nậu Lâu Đà là một vị Bồ Tát tượng trưng cho hạnh tinh tiến. A Nan Đà, nếu các thế hệ tương lai biết học hỏi và tu tập đạo lý giải thoát, các vị Bồ Tát như thế sẽ tiếp tục xuất hiện trong đời để nói đuốc chánh pháp và soi sáng cuộc đời. A Nan Đà, tin vào Phật, tin vào Pháp và tin vào Tăng, tức là tin tưởng ở tương lai giáo đoàn. Trong tương lai sẽ tiếp tục có thêm những vị Bồ Tát mới có tầm dốc lớn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Đa, A Nậu Lâu Đà, Gia Du Đà La, Anatha Bindika. A Nan Đà, thầy không nên buồn về việc sư huynh Xá Lợi Phất viên tịch. Trưa hôm ấy trên bờ sông Hằng, bên thôn Ukhansela, Phật trầm tĩnh báo tin viên tịch của Đại Đức Xá Lợi Phất cho đại chúng các vị khất sĩ. Phật khuyên các đại chúng nên nỗ lực để mỗi người có thể trở nên một Xá Lợi Phất, mỗi người có thể mang khả năng và đại nguyện của Xá Lợi Phất trên đường tu tập và hành hóa. Phật dạy: Này các vị khất sĩ, các vị hãy nương tựa vào chính mình, hãy tự mình làm một hòn đảo cho chính mình, đừng nương tựa vào gì khác, đừng nương tựa vào ai khác. Như vậy các vị mới không bị đánh chìm bởi những đợt sóng của sầu đau, của thất vọng, của chới chới. Các vị hãy lấy giáo pháp làm hòn đảo, làm chỗ nương tựa, và đừng nương tựa vào gì khác, đừng nương tựa vào ai khác. Này các vị khất sĩ, các vị hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy lấy chánh pháp làm đuốc. Một buổi sáng, Phật cùng Đại Đức A Nan Đà đi vào thành Tỳ Xá Ly khất thực. Sau khi ra thọ trai ở một cụm rừng, Phật nói: A Nan Đà, chúng ta hãy về đền Kapala để nghỉ trưa. Trên đường đi, Phật dừng lại nhiều lần để nhìn phong cảnh và mây nước. Phật nói: A Nan Đà, Tỳ Xá Ly thật là đẹp. Đền Udana cũng rất đẹp. Các ngôi đền khác trong vùng như Gautamaka, Satabaka và Pahuputra cũng đều là những ngôi đền đẹp. Đền Kapala mà ta sắp đến để nghỉ ngơi cũng rất dễ thương. Sau khi sắp đặt chỗ nghỉ cho Phật, Đại Đức A Nan Đà đi ra phía ngoài thành để thiền hành. Trong khi đi thiền hành, Đại Đức thấy đại địa rung động dữ dội và tâm thần của thầy cũng bị chấn động theo. Đại Đức tìm về đền Kapala và thấy Phật đang ngồi yên tĩnh trong đền. Đại Đức A Nan Đà trình ngài về hiện tượng động đất vừa xảy ra. Phật nói:
Ananda, Như Lai đã quyết định rồi. Trong 3 tháng nữa, Như Lai sẽ diệt độ. Đại đức Ananda cảm thấy tay chân bủng rủng, mắt hoa, đầu choáng. Đại đức quỳ xuống trước Phật và năn nỉ: Xin Đức Thế Tôn đừng diệt độ sớm như thế. Xin Đức Thế Tôn thương xót chúng con. Phật im lặng. Thầy Ananda lặp lại lời thỉnh cầu tới lần thứ 3. Phật nói: Ananda, nếu thầy có đức tin nơi Như Lai, thì thầy nên biết rằng những quyết định của Như Lai là những quyết định hợp thời và hợp cơ. Như Lai nói là Như Lai sẽ diệt độ trong 3 tháng nữa. Ananda, thầy hãy cho mời tất cả các vị khất sĩ trong vùng về quy tụ tại giảng đường Kutagara ở rừng Đại Lâm. Sao? Trên 1.500 vị khất sĩ và nữ khất sĩ tụ tập tại giảng đường Trùng Cát. Phật được thỉnh vào ngồi trên pháp tọa. Người đưa mắt nhìn đại chúng, rồi người nói: Các vị khất sĩ, những gì mà Như Lai đã thực chứng và đã trao quyền lại cho các vị hãy thận trọng và khéo léo mà học hỏi, giữ gìn, tu tập, chứng nghiệm và truyền đạt lại cho những thế hệ tương lai. Nếp sống phạm hạnh cần được nối tiếp vì an lạc và hạnh phúc của mọi người và của mọi loài. Các vị khất sĩ, những giáo pháp mà Như Lai đã truyền đạt lại tuy nhiều, nhưng có thể được tóm tắt trong các pháp môn tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thức bồ đề và bát chánh đạo. Các vị phải khéo léo học hỏi, tu tập, thực chứng và truyền đạt lại những pháp môn ấy. Này các vị, tất cả các pháp đều vô thường, có sinh, có diệt, có tụ, có tán. Các vị hãy tinh tiến lên để mà đạt tới giải thoát. 3 tháng nữa, Như Lai sẽ diệt độ. Hơn 1.500 vị khất sĩ im lặng nghe Phật nói, uống những lời dạy dỗ trực tiếp từ Phật. Họ biết đây là cơ hội cuối để được thấy Phật và nghe Phật. Nghe Phật nói sẽ diệt độ, ai nấy đều đau lòng. Sáng hôm sau, Phật đi vào Tỳ Xá Ly khất thực. Khất thực xong, Phật ghé vào một cụm rừng để thọ trai. Sau đó, Phật cùng các vị khất sĩ rời thành Tỳ Xá Ly. Ngoái nhìn lại thành Tỳ Xá Ly với đôi mắt của một con voi chúa, Phật nói với đại đức Ananda: Này Ananda, Tỳ Xá Ly thật đẹp. Đây là lần cuối Như Lai nhìn thành phố này. Và Phật nhìn trở lại về phía trước, người nói: Bây giờ chúng ta hãy đi về Bandagama. Chiều hôm ấy, tại Bandagama, Phật thuyết pháp cho trên 300 vị khất sĩ về giới, định, tuệ và giải thoát. Sau mấy hôm nghỉ ngơi và thâm viếng, Phật rời Bandagama và đi Matigama, rồi Phật đi Ambagama, Yapugama, nơi nào Phật cũng thâm viếng và sách tấn các vị khất sĩ. Rồi người cùng các vị khất sĩ đi Bodhanagara. Tại đây, Phật nghỉ ở đền Ananda. Các vị khất sĩ địa phương tới thăm Phật rất đông. Trong thời gian thâm viếng ở đây, Phật có dặn dò các vị khất sĩ về sự cần thiết và phương pháp kiểm chứng những điều nghe được về giáo pháp. Phật dạy: Khi nghe một ai nói về giáo pháp, dù người nói cho biết là đã trực tiếp nghe từ những vị đạo cao đức trọng và có thẩm quyền, các vị cũng không nên dội cho ngay đó là giới luật và giáo pháp đích thực của Như Lai giảng dạy. Các vị phải so sánh những lời ấy với kinh và luật. Nếu những lời ấy trái chống với kinh luật, thì các vị nên bác bỏ.
Còn nếu những lời ấy phù hợp với kinh và luật thì các vị hãy chấp nhận và thực hành theo. Sau đó Phật đi Pava. Tại Pava, người nghỉ trong vườn xoài của nam cư sĩ Kunda, con của một người thợ rèn. Được nghe Phật thuyết pháp, Kunda rất lấy làm sung sướng. Chàng thỉnh Phật và các vị khất sĩ ngày mai đến nhà chàng thọ trai. Các vị khất sĩ đi theo Phật rất đông, có đến 300 vị. Trong khi người nhà và bạn bè dâng thức ăn vào bát của các vị khất sĩ, Kunda tới trước Phật và dâng lên người một thức ăn đặc biệt đã được làm riêng cho Phật, đó là nấm chiên đàn Sukara Madhava. Sau khi thọ trai xong, Phật gọi Kunda và bảo chàng: Kunda, chỗ còn lại của món nấm chiên đàn này con nên đào đất mà chôn đi, đừng để cho ai ăn nữa. Sau khi mọi người đã thọ trai, Phật thuyết pháp cho gia đình Kunda. Thuyết pháp xong, Phật và các vị khất sĩ trở về vườn xoài nghỉ ngơi. Tối hôm ấy, một cơn đau bụng dữ dội nổi lên làm Phật đau đớn vô cùng. Người cố gắng chịu đau, suốt đêm người không ngủ. Sáng hôm sau, người bảo các vị khất sĩ lên đường thật sớm, hướng về Kusinara. Giữa đường, cơn đau bụng lại nổi lên dữ dội. Người dừng lại và tới ngồi nghỉ dưới một cội cây. Đại đức Ananda lấy áo Sanati của Phật xếp lại thành tư và trải xuống gốc cây để Phật ngồi nghỉ. Phật bảo Ananda đi kiếm cho Phật một ít nước để uống vì người thấy khát. Đại đức Ananda nói: Lạy Phật, nước rạch ở đây đục lắm vì có một đoàn xe bò cả mấy trăm chiếc vừa đi qua. Xin Phật đợi đến khi mình tới sông Kakutha, nước ở đó trong mà ngọt lắm, con sẽ lấy để Phật uống và rửa mặt cho mát. Phật bảo: Như Lai khát lắm, thầy cứ đi lấy nước ở đây đi. Đại đức Ananda vâng lời. Lạ quá, khi đại đức mang giò xuống tới con rạch thì nước rạch đã trở lại trong vắt. Uống nước xong, Phật ngồi nghỉ. Các đại đức A Nậu Lâu Đà và A Nan Đà ngồi gần bên người. 300 vị khất sĩ cũng ngồi nghỉ nơi đây đó. Có nhiều vị ngồi vây quanh Phật. Lúc ấy có một người bộ hành đi từ Kusinara tới. Thế Phật ngồi giữa các vị khất sĩ, ông ta tới khấu đầu đảnh lễ. Người này tên là Phukusa, thuộc bộ tộc Mạt La, và ngày xưa cũng đã từng là đệ tử của đạo sĩ Alara Kamala, vị đạo sĩ mà vị sa môn trẻ Tất Đạt Đa đã từng đến thọ giáo. Phukusa đã nghe nói đến Phật. Sau khi lại Phật, ông dâng lên Phật hai tấm y mới để Phật dùng. Nể lệ Phukusa, Phật nhận một tấm và bảo Phukusa cúng dường tấm kia cho đại đức Ananda. Sau đó, Phukusa xin được làm đệ tử Phật. Phật dạy đạo lý cho ông. Phukusa sung sướng cảm tạ rồi từ giã người. Thấy y của Phật đang mặc đã lấm bùn, đại đức Ananda thay y mới cho người. Sau đó, Phật và các vị khất sĩ cùng đứng dậy và đi về phía Kusinara. Đến bờ sông Kakutha, Phật đi xuống sông để tắm và uống nước. Tắm và uống nước xong, Phật lên bờ. Phật đi về một vườn xoài gần đó. Người bảo khất sĩ Kundaka xếp áo và trải xuống đất cho người nằm. Khất sĩ Kundaka ngồi hầu bên cạnh. Phật gọi đại đức Ananda. Ananda, bữa cơm sáng nay tại nhà của cư sĩ Kunda là bữa cơm cuối cùng của Như Lai. Sau này có thể có người làm cho Kunda có mặc cảm là đã cúng dường bữa ăn chót cho Như Lai. Vậy thầy nên tìm việc nói cho Kunda biết là những bữa cơm mà Như Lai nhớ mãi là bữa cơm Như Lai thọ nhận trước khi thành đạo và bữa cơm Như Lai thọ nhận trước khi nhập Niết Bàn. Người cúng dường một trong hai bữa cơm ấy phải vui mới đúng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Phật đứng dậy
người lại nói: Ananda, chúng ta hãy đi qua bên kia sông Hiranavati để vào rừng cây Sala của bộ tộc Mạt La. Rừng cây này rất đẹp, nó nằm ở chỗ ngã rẽ đi vào thành phố Kushinara.